Chúng ta xỉu chào tất cả anh em nhé. Kênh chuyên chia sẻ hướng dẫn cách soi cầu bắt cầu tài xỉu. Và hôm nay mình sẽ cập nhật một chút ưu đãi khuyến mãi về 68 game bài. 68 game bài đang có ưu đãi khuyến mãi nạp đầu lên đến 100% cho những em tham gia và tặng 2% cho mỗi một đơn nạp hàng ngày, và đặc biệt là tặng cho anh em tuân thủ là 30k để anh em có thể khởi nghiệp, và 30k này anh em có thể chiến đấu tất cả các sảnh, các trò chơi có trong 68 game bài anh em nhé. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục vào chiến đấu kiếm lúa và sẽ chia sẻ cho anh em những kỹ năng kinh nghiệm để anh em có thể áp dụng đơn giản hiệu quả. Anh em theo dõi video có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video cập nhật những cái tin tức mới nhất nha anh em nha. Hello, xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ và phân tích cho anh em một cái lối chơi cũng như là một cách bắt cầu ở trên game bài đổi thưởng, game tài xỉu hiện nay anh em nhé. Game nào hot nhất thì anh em cứ áp dụng vào cho mình, auto là hốt anh em nhé, bởi vì nó chạy theo xác suất, là vì thế lúc nào thành công nó cực kỳ là cao chưa. Và công thức của mình đơn giản, anh em chỉ cần anh em thấy cái sóng cầu đúng không? Anh em thấy cái sóng cầu mà nó chạy ở trên cái bảng điểm xí ngầu đúng không? Đấy, thì cái bảng đấy thì anh em sẽ tính cho mình nhá. Thì đây, anh em sẽ ghi cho mình nó chẳng hạn như là đầu cửa cầu sóng cầu đấy nó là 10 đi. Anh cộng cho là cái điểm cuối của sóng cầu đấy là 9-11 đi. Thì là bảng 21. Thì tính này xuôi ra thì là lẻ đúng không? Thì anh em bắt vào tài cho mình nhá. Đấy. Còn nếu mà nó chạy nghịch thì anh em đây là anh em rất là xỉu anh em nhé. Đấy, và nếu như nó có vốn là ví dụ 20m đi thì anh em sẽ đi là 2m một tay cho mình, được chưa? Rất đơn giản thôi, vừa kết hợp với công thức này, kết hợp với cách đi vốn này thì nó sẽ có hiệu quả. 20 tay này anh em có thể đi mà 2m một tay thì anh em có thể đi được khoảng 10 tay, 10 tay nó rất đơn giản. Tiếp tục 9 cộng với 12 bằng 21 tiếp. Tôi mất mấy con số ví dụ là vì thế nó trùng hợp như này, nhưng mà không sao, coi như là nó cũng có thể lặp lại cái tiếng đấy nữa. Rất là nhiều trường hợp lặp rồi. Đây là con số ví dụ thôi. Chạy người thì vẫn là xỉu này. Con số ví dụ khi mà anh em gặp phải những con số thực tế ấy, thì anh em tự tin là anh em áp dụng tính vào. Mình vẫn đi là 2M một tay anh em nhé. Không cần biết là vốn mình còn bao nhiêu hay là lãi bao nhiêu, cứ đều tay đấy, xong có 10 tay thì em tổng kết được là biết ngay được là lãi không đúng không. Ok, tiếp tục 8 cộng với 6 và 14 ở đây thì là xỉu em nhá. Khi ra thì nó mất vào cho mình, đây là cái điểm chẵn. Mình biết nhầm nó là xỉu trước, mình chẵn rất là xỉu nên nha. Nếu mình chỉ đây sẽ là vào tài thôi, nhưng mà trường hợp cho mình thì rất là khó nên nha. Đó là 2M vào tài, bởi vì là anh em chỉ cần là quan sát 3 tiếng đầu thôi. Ví dụ như cho như là 3 tiếng này, 3 tiếng đầu đi là tính đúng không? Thì những tiếng sau thì anh em có thể là bắt đầu vào vốn và đứng đầu quan sát xem xu hướng nó gì, trường hợp nó dịch nghịch đúng không? Đấy. Nói chung là cứ quan sát kỹ, hợp lý thì vào, không thì anh em cứ tìm hiểu kỹ rồi mới chơi đúng không? Không là đang con là lãi chẳng đâu mà vốn thì coi như là mất hết thì cũng rất chưa toa. Nên là vì thế anh em cứ tự tin và bình tĩnh, tính toán chuẩn thì mới vào vốn. Đó, hợp lý thì mới vào chơi. Còn thì thôi nhưng mà. Ok anh em tiếp tục. Là 7 đi cộng với 3 đi là 10 này, thì đây là chẵn này, thì ra rất là xỉu. Thì cái này thì anh em sẽ bắt đó chính là vào tài nếu chạy nghịch lên nhá. Ok, 2M tiếp, đã thông 4 tay này rồi thì cũng gọi là có đâu đó là 2, 4, 6, 8 củ rồi đúng không, trừ phế đi gọi là còn hơn hạ hơn 7 củ, 7 củ rưỡi đó, tầm đấy là tuyệt vời rồi. Đấy, cần thì chơi có là nhiều đâu. Thật ra mình chỉ cần kiếm ngày công để làm tất cả công ty, là ngày tháng công ty làm có 10 củ thôi, 9 củ, 10 củ hết cỡ đúng không? Thì khi mà em chơi, anh em kiếm thêm từ cái bộ môn này, đầu tư vào bộ môn này anh em kiếm rồi thì anh em kiểu gì mà chẳng có ra được số dư đúng không? Đấy, thì khi mà anh em vào chơi cái bộ môn tài xỉu, anh em có công thức như này thì anh em chơi rất tự tin, không như những là anh em chơi mà cứ
đi bừa, chơi bừa này đúng không, chơi theo kiểu là mẹ ăn thì ăn con cút này rất là khó chịu em nha. Tiếp tục 6 cộng với 6 là 12, điểm chẵn tiếp rồi mình bắt vào xỉu của mình nha. Cái người thì vẫn là tài thôi, 12 mờ tiếp. Và anh em soi với tôi chẵn xỉu thì em cần lấy cái số cuối này, và anh em soi tôi cần cái đầu bỏ qua số cuối, số cuối và anh em soi đúng không, cứ tách đầu ra để đi bị cuối là anh em soi nhá. Đây là cái công thức chạy nghệ thuật anh em nhá, và mình đã chơi và áp dụng cái tỷ lệ thành công, tỷ lệ của thắng nhá, thì từ 95 đến 96% là thành công rồi. Thế là vì thế nó cứ tự tin là vào chơi vào cá kiếm ngày công sẽ cực kỳ là hiệu quả anh em nhé. Hiện tại thì mình đang lấy dữ liệu và cũng như là thông tin ở những con game lớn như bài được thưởng như Văn 68 mình đang áp dụng chơi, mình thấy ok nhất thì mình tham khảo công thức này. Và quý thì quên đấy, mình mà chơi này mình để ý được là cái tổng điểm ở trên ví dụ là 25 và 25, thì em áp dụng công thức này thì cứ phải gọi là nhắm mắt áp dụng cho nó tự động kết quả. Còn nếu trường hợp mà nó đang là 30 và 20 thì anh em nên là bỏ qua nhá, không áp dụng công thức này nào. Đấy, còn 25 ví dụ có thể là 27 và 23 chênh lệch nhau thì vẫn có thể là áp dụng anh em nhá. Đây là vì thế anh em cứ tự tin cho mình. Và đây là mức vốn nha, cách ra cho anh em nhìn được. Và đây là cách đi vốn nữa. Đấy, 4 tay này, 5 tay này là cũng có 2, 4, 6, 8, 10 củ rồi. Đúng không? 10 củ, rất đơn giản thôi. Anh em cứ cân đối là đi là hợp lý cho mình. Mình cũng học hỏi từ những anh em cao thủ, từ những em lão làng già làng về cái bộ môn này thôi. Anh em để ít khi chia sẻ lên mạng các thứ lắm. Mình thì nói chung là mình đã có cái mục tiêu của mình rồi, ngày làm cá kiếm đôi ba chục là đơn giản thì mình cũng nên chia sẻ lại cho anh em thôi. Và cái đam mê của mình làm YouTube vẫn nên là vì thế anh em mình hỏi tại sao là giỏi thế sao không về nhà cho người kia đi, đúng không, thì mình đã giúp rất nhiều người rồi chứ không phải là riêng anh em mình chia sẻ ở đây nhá. Thế bây giờ mình đi sâu tất cả giúp những người nào đúng không, làm thế thì không khác gì anh em bảo mẹ đi kể này kể kia. Thế là vì thế thì anh em phải hiểu cho mình, không anh em cứ bảo là thế này thế kia rất là đau đầu. Mình là người chia sẻ, mình là một người làm YouTube đấy, mình cho rất là nhiều anh em xem, cộng đồng xem, một cộng đồng rất là đông người, cả nghìn người, mấy chục nghìn người đúng không, anh em biết đấy, thì lừa được một người sao lừa được nhiều người đúng không. Nên là vì thế tất cả anh em đang xem được ở cái video này, nhìn cái công thức này thì anh em không phải là một người kém hiểu biết để mà mình đưa ra công thức rất là ẩu để anh em không chơi được cái gì đúng không. Nên là vì thế anh em cũng phải biết cho mình nhé. Ok, thì video này sẽ kết thúc ở đây. Chào tất cả anh em và người. Bye anh em nhé.